Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Tư mùng 7 tháng 6 cho biết các nhóm viện trợ quốc tế phải hành động ngay lập tức để giải quyết hậu quả của việc phá hủy một đập thủy điện ở Ukraine. Trong nỗ lực kêu gọi viện trợ từ các tổ chức quốc tế, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ, điều cần thiết là các tổ chức quốc tế như Ủy ban Chữ thấp đỏ quốc tế ngay lập tức tham gia vào chiến dịch giải cứu và giúp đỡ người dân ở Kherson, Ông Zelensky cho biết cư dân ở các khu vực miền nam Ukraine do nga kiểm soát không có nước, thực phẩm hay trợ giúp y tế và không thể xác định có bao nhiêu người ở khu vực này có thể thiệt mạng do thảm họa lũ lụt, lụt đang xảy ra. Đập thủy điện Kakhovka trên sông Dipper thuộc khu vực nga kiểm soát ở tỉnh Kherson vỡ ngày 6 tháng 6, khiến 18 tỷ mét khối nước tràn xuống các thị trấn và khu vực đất canh tác ở hạ lưu. Hàng nghìn dân thường đã phải sơ tán khi nhiều căn nhà bị nhấn chìm. trong cuộc điện đàm ngày 7 tháng 6 giữa tổng thống nga vladimir putin và thái tử ả rập xê út mohamed bin salman hai bên đã đánh giá cao hợp tác song phương trong khuôn khổ tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác hay còn được gọi là opec cộng thông báo của điện kremlin thể hiện chủ đề đảm bảo tính ổn định trên các thị trường năng lượng thế giới đã được thảo luận cặn kẽ Nga và Ả Rập Xê Út đều ca ngợi sự hợp tác trong khuôn khổ OPEC cộng sau khi thông qua những biện pháp kịp thời và hiệu quả nhằm đảm bảo trạng thái cân bằng giữa nguồn cung và nhu cầu đối với dầu mỏ. Thông báo cũng nêu bật tầm quan trọng của những thỏa thuận đạt được hôm 4 tháng 6 tại cuộc họp của OPEC cộng ở Viên, Áo. Theo đó, OPEC cộng sẽ giảm sản giả lượng khai thác ở mức tổng cộng khoảng 1,4 triệu thùng một ngày trong cả năm 2024, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Mỹ, Thủ tướng Anh Rishi Sunak cam kết tăng cường hợp tác kinh tế với Mỹ khi gặp Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy hôm thứ tư, mùng 7 tháng 6. Trong cuộc trao đổi với Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy, Thủ tướng Anh cho rằng điều hai nước cần làm bây giờ là tìm ra cách đảm bảo rằng mối quan hệ kinh tế hai bên bền chặt, đó là điều cần thiết nhất để đối phó với những thách thức. Ông Sunak cũng cho biết một liên minh mới sẽ giúp London và Washington bảo vệ chuỗi cung ứng và điều hướng nền kinh tế toàn cầu. Nơi các cường quốc đang có vai trò dần rõ rệt. Sau khi rời Liên minh châu Âu, London đang tìm cách liên kết chặt chẽ hơn với Washington trong bối cảnh Trung Quốc đang dần xây dựng vai trò của mình trên trường quốc tế, xung đột quân sự Nga-Ukraine còn phức tạp và sự phát triển của trí tuệ nhân tạo. Hàng trăm đám cháy rừng không được kiểm soát đã bùng phát khắp Canada vào ngày 7 tháng 6, đe dọa cơ sở hạ tầng quan trọng, buộc người dân phải sơ tán và tạo ra một lớp khói dày bao trùm quốc gia này. Cháy rừng thường xảy ra ở các tỉnh phía Tây của Canada, nhưng năm nay ngọn lửa đã bùng phát nhanh chóng ở phía đông của đất nước, khiến đây là thời điểm bắt đầu mùa cháy rừng tồi tệ nhất từ trước đến nay. Khoảng 3,8 triệu hecta đã bị đốt cháy, gấp khoảng 15 lần mức trung bình 10 năm. Mùa cháy rừng bắt đầu sớm và dữ dội bất thường đã khiến Canada phải đối mặt với năm thiệt hại do hỏa hoạn tồi tệ nhất. Các đám cháy rừng khiến 12.000 người phải sơ tán. Ở phía nam biên giới, hơn một chục tiểu bang của Mỹ đã được cảnh báo về chất lượng không khí vào thứ Tư mùng 7 tháng 6, khi khói từ các đám cháy rừng lan về phía nam. Cơ quan thống kê tỉnh Bali của Indonesia cho biết số lượng du khách nước ngoài đến đảo du lịch Bali trong những tháng đầu năm 2023 đã gần đạt mức trước đại dịch COVID-19. Theo cơ quan thống kê Bali, lượng khách quốc tế gia tăng đáng kể trong hai tháng gần đây, nhờ ngày càng có nhiều chuyến bay đến Bali được nối lại. Du khách nước ngoài đến Bali nhiều nhất là từ các nước Trung Quốc, Australia, Ấn Độ, Mỹ và Anh, chính quyền Bali dự báo lạc quan rằng lượng du khách quốc tế đến Bali có thể đạt khoảng 4,5 triệu lượt khách trong năm 2023 bởi làn sóng du khách thường diễn ra từ tháng 7 đến cuối năm. Con số này tương đương với mức trước đại dịch COVID-19. Số liệu cho thấy từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 4 năm 2023 đã có 1 triệu 437.000 du khách nước ngoài đến thiên đường du lịch Bali cùng kỳ năm 2019 trước khi dịch COVID bùng phát, lượng khách sụt giảm chưa đến 100.000 người.